Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube TV 886. Hôm nay thì mình có đến Bình Dương, có đi thăm một ngôi chùa gọi là chùa Hội Khánh. Chùa Hội Khánh tọa lạc dưới chân đồi, cách trung tâm thị xã Thủ Dầu Một 500m về hướng đông, 35 đường Bác Sĩ Di Sinh, Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, là một công trình kiến trúc tôn giáo nghệ thuật lớn nhất của tỉnh, được là công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ngày 7 tháng 1 năm 1993. Chùa này xây dựng vào thế kỷ 18, năm 1741. Tới năm 1861, chùa đã bị giặc Pháp thiêu hủy. Đến năm 1868, chùa được xây dựng lại ở vị trí hiện nay trên diện tích 1.211m2. Tới năm 2007, chùa xây dựng thêm ngôi tháp 7 tầng cao 27m và tái tạo lại Phật tích Tứ Động Tâm gồm có Vườn Lâm Tiền Đi, nơi Phật ra đời và Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Phật thành đạo, Vườn Lộc Uyển, nơi Phật thuyết đầu tiên, Ta La Sông Thọ, chỗ nơi Đức Phật Niết Bàn, có ý nghĩa sâu sắc về Đạo Phật. Năm 2008, Phật Đài Vi Mô lớn, cao 22m được xây dựng ở khu đất trước chùa. Tầng trệt là dãy nhà chiều dài 64m, chiều ngang 23m, làm trường học Phật, thư viện. Tầng trên trang trí đại tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tập Niết Bàn, cao 12m và dài 52m. Đây là một công trình mỹ thuật đáng tự hào của Phật giáo Bình Dương, được khánh thành trọng thể vào ngày rằm tháng 2 năm Canh Dần, tức là ngày 30 tháng 3 năm 2010, mừng 1000 năm Thăng Long, Hà Nội. Tuy đã được sửa chữa qua trùng tu nhiều lần, nhưng về cơ bản, đây là ngôi chùa hiếm hoi, vẫn còn giữ được phần lớn kiến trúc ban đầu. Nét nổi bật của ngôi cố tự này là giá trị phong phú về mặt lịch sử văn hóa, nghệ thuật kiến trúc, đặc biệt là phần lớn những lịch sử, cổ vật hàng mấy trăm năm được bảo tàng lưu giữ đến hôm nay. Như các bạn đã thấy, về cấu trúc chùa gồm 4 phần chính: tiền điện, chánh điện. Giảng đường kiến trúc này gồm có 92 trụ gỗ ví, đông lan và tây lan. Chùa bố trí theo kiểu sắp đôi, nối liền nhau theo kiểu trùng thềm và trùng lương. Đây là biến tấu đặc biệt trong kiến trúc theo thời truyền thống chùa cổ xứ Nam Kỳ. Chánh điện với kèo cột, vách gỗ và 3 bộ cửa bức màn, còn gồm có 100 tượng gỗ các vị La Hán và thập điện Minh Vương, dáng vẻ khác nhau, được tạo bằng gỗ mít sơn son thép vàng. Đặc biệt có 2 phù điêu chạm hình 18 vị La Hán và các vị Bồ Tát, tạo nên một kiến trúc tuyệt mỹ có giá trị nghệ thuật cao, mang tính đặc trưng của phong cách điêu khắc gỗ Bình Dương ngày xưa. Đây là công trình dấu ấn, bàn tay tài nghệ độc đáo của lớp thợ sứ phủ Chùa Một ở cuối thế kỷ 19. Trong đó phải kể đến các thợ như thợ Phàn, Đường, Trương Văn Cang, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Văn Sù, Sáu Nhồng. Và về phần liên đối thì thơ và văn lưu giữ phong phú, giá trị khó có ngôi chùa nào sánh kịp. Nơi chánh điện có những câu đối liền tiêu biểu cho vị đạo thiền học được nhiều người nhắc đến: nhược thực nhược hư, trúc ảnh tạo gian trần bất động, thì không thị sắc nguyệt xuyên hại đế thủy vô ngân. Có nghĩa là như thực như hư, bóng trúc quét thềm, bụi trần chẳng động, là không có sắc, ánh trăng xoay biển, nước biển không nhồi. Ngoài ra nhiều người cũng nhắc đến câu đối của phó bản Nguyễn Sinh Sắc, tức là
cụ thân sinh của Nguyễn Ái Quốc, tức là Bác Hồ của chúng ta ngày nay, vẫn còn lưu ở chùa Hội Khánh, với ý nghĩa hàm ngôn xuất sắc của thiền học Đại Đạo Quang Khải, Thổ Giác Khê Đàm Đệ Nguyệt, thiền môn giáo dưỡng Vi Mao Thần Thục Đầu Phong, được tạm dịch là mở rộng đạo lớn như sừng thọ, như mò chân đáy nước, nuôi dưỡng mái chùa như lông dừa, như cột gió đầu cây. Đây là toàn cảnh của chùa, và phía bên đây là cái phần mà mình thấy đặt một tượng dài 52 mét. Camera mình thì khó có thể quay được hết tất cả cho bạn thấy, nhưng đây mình sẽ quay một đôi nét nhỏ về Đức Phật nằm 52 mét ở chùa Hội Khánh.